làm lụng cả đời không bằng tiền lời lô đất. Hôm nay Quỳnh Mai sẽ đưa mọi người đi xem một căn nhà, cái này, trường hợp này kẹt tiền cần bán gấp ha. Bắt đầu từ điểm là Bixi Tân Hiệp cũng như vòng xoay Tân Hiệp, phường Tân Phong. Đây là khu vực Bixi Tân Hiệp, vòng xoay Tân Hiệp ha, có cây xăng Tín Nghĩa. Thì bắt đầu từ cái vòng xoay này chúng ta sẽ đi hướng về Biên Hòa, đi trên con đường Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Ái Quốc để di chuyển vào trung tâm Biên Hòa. Thì con đường Nguyễn Ái Quốc này nó bên tay phải chúng ta là thuộc phường Tân Phong, bên tay trái của chúng ta là phường Tân Tiến. Phường Tân Phong và phường Tân Tiến thì cái đều trực thuộc những cái phường trung tâm của thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, với mật độ dân cư đông, tập trung ở tất cả các ngành nghề, cơ quan hành chính cũng như là các hộ kinh doanh là ở cái hai cái địa bàn phường này rất là dày đặc, khoảng vài năm là sẽ được phủ nhựa lại một lần nên đi rất là êm, vạch kẻ đường cũng rõ ràng, đường thì sạch sẽ, thông thoáng, dân cư ở đây thì văn minh. Từ hướng vòng xoay Tân Hiệp đi về trung tâm của Biên Hòa thì mình lấy cái mốc là trung tâm quảng trường tỉnh đi ha. Thì hiện tại là mình đi chỉ được khoảng 700m, thì bên tay phải chúng ta sẽ nhìn thấy là bệnh viện tâm thần Trung ương 2, là một cái bệnh viện rất là nổi tiếng của toàn quốc mình. Đây là cầu vượt. Bên tay trái của chúng ta là trường Bùi Thị Xuân, là một ngôi trường lớn khá nổi tiếng tại Đồng Nai. Đi khoảng 700m thì chúng ta thấy bệnh viện tâm thần và trường Bùi Thị Xuân ha. Đi tiếp khoảng 700m nữa thì hiện tại là chúng ta đang đi tới chỗ tiếp một cây cây xăng. Cây xăng này là cây xăng Tân Tiến, đèn xanh đèn đỏ. Nếu rẽ trái thì chúng ta sẽ đi ra qua đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, nhưng chúng ta vẫn đi tiếp ha. Không rẽ trái, vẫn tiếp tục đi con đường Nguyễn Ái Quốc để đến xem một cái trường hợp. Cái căn nhà này thì cái nhà trên đất thì nó cũ, chủ yếu là đất là chính, nhưng mà nó là nằm ngay ngã ba mặt tiền của đường Hồ Hòa luôn. Thì mình là người ở đây cho nên mình biết là đây là một cái con đường chính của khu dân cư, kết nối từ, nó thông từ đường Nguyễn Ái Quốc. Thì đi tới đây này là khoảng 700m nữa thì chúng ta thấy đèn xanh đèn đỏ nè. Nếu đi thẳng thì nếu đi thẳng tiếp khoảng 100m nữa thì chúng ta sẽ gặp chợ Tân Phong. Nhưng mà mình không đi thẳng qua chợ Tân Phong ha, mình quẹo phải vô con đường này. Con đường này nó có bề ngang rộng khoảng 10 mét á, đường nhựa 10 mét. Con đường này sẽ dẫn vào trung tâm hành chính của phường Tân Phong, gồm có ủy ban phường Tân Phong, công an phường Tân Phong các kiểu. Bạn thấy là dân cư ở đây là tập trung đông đúc nè, khu này là sầm uất lắm, buôn bán đông kín đông nghẹt luôn á. Đường này có tên là đường Hồ Hòa ha. Hồi nãy ngoài kia là mình đi đường là Nguyễn Ái Quốc, đến đường Hồ Hòa chúng ta rẽ vào để gặp cái khu trung tâm hành chính của phường Tân Phong. Hai bên là dân cư kín, không còn một chỗ trống nào hết á. Bắt đầu là mình sẽ thấy đường Hồ Hòa này rộng khoảng 10m, kết nối ra khu cư xá Phúc Hải hay cư xá cán bộ luôn nha. Và đi về trên đường Hồ Hòa này nó lại thông ra đường Nguyễn Ái Quốc tiếp luôn ha mọi người. Đường đẹp, thông thoáng, dân cư đông đúc, buôn bán kín hết. Cái khu vực vị trí ở đây giá nó khoảng 40 triệu một mét vuông. Đến cái khu vực trung tâm hành chính phường Tân Phong đây thì bắt đầu bên tay trái là ủy ban phường Tân Phong. Đây là danh trại khu vực ủy ban phường Tân Phong. Cả nhà mình thấy ủy ban phường Tân Phong lớn và đẹp ha. Tiếp theo là đến công an phường Tân Phong. Bên tay trái của mình luôn. Kế bên công an phường Tân Phong là trường tiểu học Tân Phong B, là một ngôi trường điểm của thành phố Biên Hòa.
Đó, trường lớn và đẹp lắm. À, bây giờ từ cái điểm mốc này thì đi vào chỉ khoảng 200m nữa thôi là tới ngã ba. Và cái ngôi nhà chúng ta cần tham quan là cái ngôi nhà ngay tại ngã ba này luôn. Ngã ba này là thông ha. Đó, các bạn nhìn thấy dân cư của nó. Đây gọi là đường Hồ Hòa. Nhà này nằm tại mặt tiền đường Hồ Hòa luôn ha. Sổ riêng, thổ cư 100% đây. Đứng trước nhà mình nhìn thấy nè, đường trước nhà là đường nhựa phủ rất là mới, rất là đẹp, rộng thông thoáng khoảng 10m. Đường này mình đi thẳng lên là khu cán bộ ha. Còn cái đường xuống dưới đây là một cái xóm khác nữa. Đường đây thông tứ phía. Đây mặt tiền nhà. Cái miếng đất này nó có chiều ngang là 13,9m và chiều dài là 13,5m. Tổng diện tích là 176,5m², thổ cư 100%. Đây trên đất là có một cái khu vực nhà của cô chủ đang may quần áo. Thì cái diện tích đất này với cái vị trí này á, thì mình đề xuất là nó phù hợp với mở cà phê góc phố nè, quán ăn hoặc là hàng quán cũng được, quán cà phê cũng được. Xin nhắc lại cái mặt tiền này là 13,9m, chiều sâu 13,5, tổng diện tích là 176,5m², có thổ cư 100% luôn và sổ riêng đó. View trước nhà rất là đẹp luôn á. Đường thông thoáng, dân cư đông kín mít luôn. Miếng đất này tọa lạc tại khu phố 1 phường Tân Phong, cách ủy ban phường Tân Phong khoảng 300m, cách trường tiểu học Tân Phong, công an phường Tân Phong, chợ trong vòng bán kính là 300m, cách đường Nguyễn Ái Quốc khoảng 500m. Nếu mà nhà đầu tư nào mua cái này á, thì mình đập hết cái nhà cũ đây, nhà cũ nhưng cũng khá là ngăn nắp, đập hết là mình có một cái mặt tiền rất đẹp luôn. Ngay mặt tiền đường Hồ Hòa, giá lúc trước là cô kêu là 7,5 tỷ, nhưng bây giờ gia đình cần tiền quá để giải quyết việc gia đình nên bán gấp với giá 6,2 tỷ, có thương lượng cho khách hàng có thiện chí. Cái này mình đầu tư vào là mình là có một cái mặt tiền kinh doanh rất là đẹp luôn. Giá này nếu mà 6,2 tỷ mà chia ra 176m² thì nó ra khoảng 35 triệu một mét. Rất là đẹp luôn. Đó, mặt tiền đường, khu dân cư kín mít. Đường này mình đi thẳng lên là đi vào khu cư xá cán bộ, đi cư xá Phúc Hải đó, và thông ra đường Nguyễn Ái Quốc luôn. Ở đây là đường bàn cờ, dân cư kín không còn một chỗ nào trống hết. 6,2 tỷ bán gấp cho miếng đất này. Liên hệ Huỳnh Mai 0919 310 345.